Ok, lên em. Hôm nay thì thử qua con game mới. Thể loại thì nó cũng là kết hợp giữa 2D sinh tồn và phiêu lưu hành động luôn. Một số cái đánh giá nói thì con game này nó giống như Project Game Boy. Thì tí nữa vô coi game coi nó làm sao mới được. Game này thì dev mới gửi key cho tôi hồi tối hôm qua thôi. Dev vừa gửi key là thấy streamer Namat chơi nên tôi cũng vô thử luôn. Thì game này là đã đây Early Access từ rất lâu hết rồi. Đây. Từ hồi tháng 1, tháng 2 rồi. Đây, Early Access 24 tháng 2. Sau đó review chính thức là khoảng 2-3 ngày trước, 3 ngày trước. Lúc trước thì được đánh giá là tích cực đó. Bây giờ thì rớt xuống miếng xịt rồi. Thì để vô coi thử game sao. Thể loại nó cũng tương đối đơn giản thôi. Đây, 2D top down góc nhìn trên xuống. Nhưng mà mình có thể bui mấy cái vũ khí và mấy cái chỉ số nha. Mấy phần này thì chắc nó giống như Project Game Boy á. Nên người ta đánh giá gì luôn. Giờ vô coi thử game này làm sao. Mono Software. Lúc gáp là cái gì mà chấp chấp vàng vàng vậy? À chắc là dùng mấy cái này chắc là vàng quá. Tiền của mình để mà nâng cấp mấy cái này. Vì cái nhánh nghiên cứu đó nè. Game này thấy gì mà đầu tư phết đó nha. À cái này theo lát nhân vật hả? Thì cũng chưa biết lát nào. Cái này là gì? Dạng như mấy chỉ số thôi. Thuộc tính. Trang bị vũ khí tầm gần, vũ khí tầm xa. Còn cái này là dạng như là trang bị thêm cho cái nhân vật của mình. Cái này là thành tựu thì tôi mới bắt đầu tải game tối thôi. Gì đây? Cửa hàng trang phục. Xui. Ủa? Gái nào gái nào? Nhiều game ha. Cái con game này có chế độ multiplayer nữa và tối thấy đại ca 5S chơi với Hoàng Thiếp á. Sử dụng khiêu 1 e alpha 4 alpha 5 là cái nút gì vậy nút F nút me nút me giờ. Nút V phút đau gì sụt cả nút G đó ta sao không dùng cái nút G nút lựu đạn ăn vật phẩm bà nút quê rồi luôn sử dụng máu và nút quy rồi nút y có dùng cái gì không ta nút y không có dùng cái gì chắc phải đổi qua nút y. Y với lợi ra thì vô đây tôi sẽ hai mấy nút này xuống ở dưới e reload là chạy ok rồi ăn nhập phẩm thì nút V mặc định đi khi một là quy thứ hai là E kêu này là chắc số 4 á alpha 4 rồi chắc số 4 rồi sử dụng máu nút C chết đi tiếp tục nút F không được rồi nó bắt phải dùng mà cái này chứ không có dùng phím tắt trên cái kia được. Rồi ok. New game. Độ khó hả? Mình phải chơi hai cái này trước rồi nó mới mở độ khó tối đa đó. Game mode là sao? Item sẽ phao hai lần nhưng mà cái ba lô của mình thì chỉ còn một nửa thôi. Rồi chọn bình thường thôi. À mấy nhân vật này mình phải mở khóa.
Xài trăm tiền gái nè, cái này có súng lục, cái này chơi dầu kiếm gì, ba lô là cộng hai ô, trang bị đặc biệt thì vũ khí mà tiêu thụ đạn á, thì sẽ giảm 15% tiêu thụ đạn cho mấy vũ khí đặc biệt. Cái này độc tính à, mình có 6 điểm thuộc tính nha, để chọn cái kỹ đó. Này là ngon à, cái này ngon nhưng mà nó mắc quá à. Cái này chỉ chơi co-op mới xài được. Bây giờ bấm đây à, game này phải có bạn bè chơi thì nó mới thú vị. Ép là gáp tinh, mình dở có nguyên liệu gì hết. Gì để vừa chứ ta, gì đấy vãi chỗ gì vậy, phải đi nhanh nữa chứ. Thì nó bắn hụt nhiều lắm, đây đây đây, lụm đồ đây, nút đồ đây. Đạn bắn mà nó bay trong cái khoảng ngắn ngủn thôi nhé. Cũng không gớt đồ hả bạn? Đây. Kinh gớt ách tách cộng 25%. Gít gây giờ 25% à? Cận chiến mà, cận chiến bỏ đi. Lên lóc sau một ngày nữa. Cái này là cái băng hồi máu thôi, mình còn 285 máu nè. Cái bên phải là cái gì ta? Tiến đường A, cabin với cái gì đó. Tiến đường B cũng là cái gì đó. Gần đông đấy. Đóng cái gì? Chết rồi, đông thêm nữa gọi bị kẹt rồi. Ây da, lũng đồ lũng đồ. Ba lọt đạn nữa là đâu, lọt nữa rồi ơi, biết gì nãy mua bắt ghét rồi. Ủa trong này không có loot đồ được gì ta,
bên này cũng không đi được nữa. Quy là cái gì? Bộ khiêu của mình à? Đây 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 đây. Chính xác thì 25% nhưng mà di chuyển chừng 10%. Ủa sao gắn cái đồ này lên đây được? Sao gắn cái đồ lên đây được ta? Gấp vô là nó xài luôn à, chuột phải thì thả ra. Đam 15, đam 50 lận. Này ghế thứ năm dầm rồi. Nhưng mà được cái đánh số đông thì nó ngon nha. Thùng này mở rồi, cái thùng này đóng à, không lút được. Gì đây, cái gì đây? Này chắc giục đi mà ơi, hồi cầm về có khi bán được hay là sao ta? Cái gì bạn vẽ ngon rồi, cửa máy. Ủa nó lắp được số 2 nè, à phải lắp vô đây nó mới tính, là mình chỉ được mang cái ba cái trang bị thôi, còn cái đồ trong ba lô. Rồi đi chậm quá. Cái gì đây, bim bim hả? Ăn vô là lên được 6 máu, max HP là 2%. Bây giờ đi đâu nữa? Tủ này chưa mở nào phải không? Quay về rồi. Đây thứ rồi. Rồi quay về rồi. Gấp 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 gấp. Bách ghép này 20. Hồi 60 máu. Thì mình bây giờ thiếu là 170 máu. Thì gấp 3 cái. Rồi 2 cái thôi. Đây 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 đây. Gấp đồ đây. Một. Cái này là cái mình đang xài đâu phải không? Nó gì nữa? Gần bên này thì chưa mở, sau 7 ngày nó mới mở lên. Trừ 5 độ bền 300, cái này chắc cái giáp. Mấy cái đồ này bán được không ta, hay là có kho trang bị gì không?
sao bỏ đồ vô đây được. Shit đó, shit chuột trái. Cũng không được luôn. À, cái đó là dục đồ thôi, lũ đạn nó tôi xóa hết đồ rồi. Cái chết vậy đó hả? Ủa, cái AK xảy xíu vậy? Trận chiến của bọn ngon hơn đó. Lấy này đi, máu mình 306 thì lên được 337 rồi, 336 à, nó không làm tròn lên nữa chứ, giáp mình sắp hỏng luôn rồi. Cung á, mũi tên đó chắc phải mở cùng lúc với cây nỏ này, mà cây súng của mình đâu tiêu vậy. Ganh tung luôn đi, biết cái gì đâu, đi vô siêu thị rồi. Cưa máy của bộ mạnh á, nó có số 91 rồi, hình như xài hết số đó là dục thôi đó. 87 nên tiết kiệm đi đấy. Gì đây, hồi phục 10% máu với năng lượng. Bị ra men thu được cái nắp thùng rác. Mì ramen luôn, coca 2 lon uống hết, nước ngọt 2 chai, hồi máu, nước lọc nhé. Chia để chị vô nó chắc,
Mình bây giờ phải bắn 5 viên là mới chết được thằng đó. Xài được một cái à. Ủa cái tủ này nãy lục chưa ta? Rồi lục rồi. Máu lên 400 rồi đó. Nó tính từ cái bay là 300 nha. Nó tính từ cái bay 300 nên mình cộng 6% là nó cộng từ cái 300 á. Rồi, đi vòng đây cái nữa. Game này cũng tương đối đơn giản. Không biết về sau nó có làm thêm mà những cái chi tiết phức tạp hơn hay không thôi. Ba miếng bơ luôn. Giờ chặt thịt ta. Cái nó chỉ dành cho mấy vũ khí hạng nặng thôi. Ranger handgun nè, Melee la đét nè, là cái này gắn cho cái dao được nè, nhưng mà mình thì không cần. X25 ở đây là sao ta? Là 25 viên đạn đó. Nè, bắn cái này thì nó không bị mất nè. Rồi, ngày 3. Gớm quá rồi. Hai quay nữa là không. Xong rồi xong rồi. Billy không chơi. Này lấy cái này đi. Ba lô hay bốn ô cần không ta?
cái này màu vàng nè, nhưng mà chỉ cho mili thôi, hiệu ứng cộng dồn 6 phòng thủ, phòng thủ 6 nhưng mà kéo dài 6 giây 1% cho mỗi đòn cận chiến thành công. Sắp tới mình có cây nỏ nè, cây nỏ này thì đam mạnh, cây này đam yếu xìu à. Sụp lên bắn phát gài đạn luôn hả ta, sắp có chế được tên nỏ nè. Thật ra là không nên để anh đốc theo từng ngày như thế này đâu, tốt nhất mình để theo cái lượng tài nguyên có thể góp ra cho người chơi á, họ muốn tích trữ cái vũ khí để nên đến cái thời gian đó họ mở luôn, chứ để như thế này là không ổn rồi, tại vì phải sống qua từng ngày từ 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 từ. Cái giáp của mình thì còn 200 mấy nữa nên không muốn gấp cái giáp 600 này tí nào. Đúng. Ban ngày mình sẽ đi thám hiểm, còn ban đêm á thì mình mới thủ quái. Ủa chỗ này nãy lúc rồi mà, cái nắp thùng rác mở nè. Mấy cái đồ này cứ đi bán được không ta? Game này nói chung là nhìn da lông bên ngoài thôi, chứ chiều sâu thì nó chưa có bằng. Thậm chí là không thể nào bằng được con gấu Golden Boy luôn. Nó thiên về yếu tố hành động quá à. Cái giết của mình có 5% à, tí phải lên nữa mới được. Bốn phần trăm này nó tính theo gốc 300 nha, ví dụ như là 4.6 này, nếu như tính 4% á thì nó sẽ ra là 18.4, là 18.4 máu nữa, 18 máu nữa. Còn nếu như tính 4% theo cái gốc 300 của mình, nó lên 12 nữa, lên 12 là nó lên thành 474 nè. Đây đó là nó chỉ tính theo cái bay của mình thôi, cái này như nhau á. Ừ, 400 mà 7 viên, 40 mà 7 viên, 5% 140, cài đạn nhanh hơn tí, bắn cũng nhanh hơn một tí. DPS nhìn nó cao hơn tí, nó cũng vậy thôi, không hơn cây súng mà mình gấp nhiều. Thôi mình mốt không đi siêu thị nữa nha, đi cái khác, siêu thị chán quá. Không có gì mới cả.
đây 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 Hangin up ít em ghi vậy, Hangin à, vậy là xài cho cái này được ngon. Đây đông quá rồi. Cái cưa của mình cũng sắp hết tác dụng rồi. Còn nữa hả? 14 con. Mình xài luôn cái cưa đi. Lấy hết trọn. Chí mạng của mình 30%, 3 phát càng phát cũng được. Cái gì đây? Lũa cái đồ ném thôi. Ganger, Agao, Medic. Agao cũng được. Băng đạn dự phòng. Cái này nó màu tím là sao ta? Mà không cần đâu. Trời ơi, nó chậm. Cái này là 2 sao hả? Màu xanh lá x2 hoặc là màu xanh dương x1. Chơi cái trên đi. Rồi, màu xanh dương x1. Khó không?
Vãi nó chồng vặt ra luôn á anh em ơi. Ê. Chi mạng liên tục gì ta, ngon vậy. Kìa. Ngon, quanh hết luôn. Ngày chẳng có gì luôn. Hello. Lúc không cần thì nó ra chí mạng liên tục. Chế táo à. Cái gì đấy? Rồi 46 à. Tôi cái súng mình giáp nữa. Cây nỏ này đam 86 nè, cây này đam có 24 à. Game có vẻ dễ. Vô đây đọc sách này. Cái này để hồi đi đánh quái à, xài luôn. 60. Đây còn cái thùng nữa nè. Cái sẻng hả? Thôi mấy cái này cùi quá rồi. Cái gì đấy? Vũ khí loại nhỏ thì cộng 25% đam. Vũ khí loại nhỏ nó hả? Cái này không phải loại nhỏ, cái này là cung tên tầm xa và trung cổ. Cái khỏi này hái được không? Không luôn. Tối nay sao thủ vậy? Này không biết xài sao, mua thử coi. Nó đâu? À, chuột phải hả? Trời. Đi ra đâu vậy? Ấy hộp ơi. Này có pháp sư không ta? Cái này vô dụng với mình này. Thank you.
Còn nữa hả? Có boss luôn kìa. Yeah. Mày đó con, mày hung hả? Mili không chơi. Đòn đánh nặng này thì nó liên quan đến cái gì? Còn Mili không à? Bắn nhanh hơn 20% nhưng mà chính xác thì nó ổn định thì nó giảm đi 20. Lấy lại đi. Tôi đang cần cái tỷ lệ chí mạng nhiều hơn. Bơm lửa này cái bộ ngon á, 50 là gấp đi. Ba sao ba sao luôn rồi, ba sao một vàng, cẩn thận. Cái đồ ngon rồi nè, giáp này giống cái giáp mình đang xài. Nó đạn dự phòng này màu trắng thôi. Ủa cái này các bạn gấp binh hả? 250. Không xài được có mấy lần à? Đây. Tám chục tài nguyên, tài nguyên mình ngàn mấy luôn rồi. Bên này mở gọi anh súng lục cùi. Thank you.
Gần được, gần để ngồi dọn quái được. Mày gì hả con? Cái cưa hả? Ủa cái cưa đâu? Phải cây cưa là cây mỏ gì đó, mỏ lết gì đó. Mười tốc độ di chuyển không được, cái này do tăng cơ nó đeo thôi. Em tóc vàng á. Có mỗi cái thùng một à. Vậy mà bắt mình đi vô cái đây. Được cây súng chiến thuật thì nè. Mấy cái nào có số liệu, cái số kế bên đó là nó có độ bền đó nha. Tuân thì cũng cùi. Này không có sắp xếp hết ta. Đồ nó vô đây nó lẫn lộn hết vậy. Cây này tính ra là 220. Thời gian gài đạn của cây này là 1 giây, cái này 1 giây rưỡi. Sọc kênh cũng mạnh nhưng mà không mạnh bằng cây này. Cái nỏ này mạnh hơn nỏ mình đó mà. Bốn hai x sáu là 252, cái này 250, 270, nhưng mà nó đánh nhanh hơn nhiều. Cái này chắc để bắn boss thôi, bắn boss thì lấy cái nỏ còn hơn. Rồi, vô. Chứ đừng cưa máy nào. Mình đeo được hai cái này không ta? Theo cái khiên hồi nãy của tôi thì không á. Đây đây đây, một ngày nữa mình mở được cái này là ngon rồi. Bơm lửa ghẻ bèo mà nó mạnh vãi không.
Dễ dễ vậy đó hả? Trời ơi, tỷ lệ gì? Tăng đam mà giảm tỷ lệ git nhiều quá. Git nó rất là mạnh nha. Lấy đam đi. Tôi đang muốn tăng cái chỉ số chí mạng lên. Hy sinh cái nào bây giờ? Cái này 10% ghét. Cái này sọc cho anh thì khúc. Sọc cho anh chả có xài. Sáu mươi bốn cái xài hỏi dễ luôn. Đi cái nào khó đi. Đây đây đây, hai cái này đều 3 sao mà, màu vàng nè. Cái này cái 3 sao, cái 2 sao thôi. Vô nhà máy à. Tại dài rồi cái loại này đó. Chơi mà như mấy cái game mà lén lút xét thủ á thì nó xuyên qua quái luôn kìa. Ấy da. Đội mũ bảo hiểm mà có ý thức đó. Map này thiết kế chán quá. Dứt 35% mà bắn 3 phát kiếm phát đúng chứ. Mình có hai cái tên xịn này, nói chung là ba cái của mình là gần như xịn nhất rồi đó, không có đổi được nữa đâu. Game này tôi nghĩ độ khó nó lên cao thì chắc cũng tăng chỉ số quái lên chứ không có gì nữa. Này vũ khí cận chiến không ạ?
Xả thủ đó. Cái da trừ 4 cho cái giáp mình luôn. Tôi nút hit cộng 1 là xuyên thấu à. Giúp đồ với anh em ghi này vui cận chiến, đồ với anh em ghi cũng ngon à, mà cho tay à, mã tấu á. Kìa, có anh em ghi kìa. Trăm hai cũng được. Nhưng mà đeo cái đó anh ghi này thì phải thay nguyên cái vàng ba món rồi vô luôn. Một nè, hai nè, ba nè. Không giúp đồ mới được. Hết đem ghi không xài được cái này. Git và ổn định, đam và ổn định. Lắp như thế này thì mình xài cho cái số 3 này ngon. Còn lắp hai cái tên này vô thì mình xài cho cái số 1. Thử coi. Có lắp vô cái này yếu xìu à. Ấy, kẹt. Quá nhanh.
Cái nào ăn rau nữa không ta? Hết rồi. Cái double shotgun gân này không có số ngoài sau nè. Gài đạn có 1.6 giây lận. Cái này gài đạn 0.6 à. Tay gít đam cộng 20%, tuân cộng 5. Mình hy sinh cái nào ta? Không hy sinh cái nào, đứng trên cái nào cũng ngon nhất. Gít gây 10 ổn định 20 nè. Này gít đam, gít gây nó ngon hơn gít đam nha, trong cái chỉ số hiện tại của mình. Cái này quan trọng rồi, không bỏ được. Cái này cũng không nữa, cái này quá khủng luôn. Kể con trăm mà gấp thử coi. Dây của mình là 35. Còn cái 25 mà. Nhưng mà nó lên được 20% này thì không có ngon. Tuần cộng 5 là cái gì không biết thôi. Lắp thử coi. Tí nữa vô coi cái tuần cộng 5 nó ngon không. Này đấu boss hay gì vậy? Ý, ý. Châu dữ vậy ta? Cái đỏ bắn được có 20 tên thôi, mình tiết kiệm để hồi đến boss. Ấy ấy à,
súng nó súng gãy hay gì nó chơi cận chiến mình không à. Máu rồi. Ồ, hai cái giáp nó còn dồn rồi hả? Giáp này đi chậm quá. Đau dữ. Dạ, dạ, dạ. Tôi xong luôn. Trời ơi. 7 ngày được 35 tiền. Không sử dụng một cái phone Gigon được 10 tiền nữa. Trên gì mà được 135 tiền á. Mình sẽ nâng cái đường nói lên. Cái này là bút chơ dao chặt thịt. Xiên. Lửa để ném. Cái này ngon vậy. Cái này nó ném phi tiêu luôn nào. Đây đường nó của mình nè. Tôi thích cái súng lục hơn. Trăm mười mình lên được cái súng lục này. Tốc độ bắn là 2.5. Tốc độ bắn là 10, rất là nhanh luôn. Lên đây còn có 2 à. Tay mèo. Tay mèo tới 70 lần. Cái súng là dê đam 25. Này là xạ thủ thôi. Mà chơi một mình thì chơi cái đó khó lắm. Cái đường nỏ là ngon nhất. Nhưng mà phải tới 180 lận. Còn 45 á. Nhân vật nào đây? Mình cần phải mở nhân vật không ta? Này để chọn đồ khó à? Đúng rồi. Đây, xạ thủ đây.
Con em bé này thì nó chuyên xài năng lượng tới 100 tiền lận. Giá 10 đồng để tăng thêm một kỹ năng, một cái lót kỹ năng nữa. Cái này số ô trống trong cái ô kỹ năng thôi, không quan trọng. Cái này quan trọng nhất nè. Cái kỹ năng này ít quá ta, đáng lẽ phải nên làm nhiều hơn mới đúng á. Cái gì, cái này là kỹ năng đặc biệt. Đấy, cái này 10 tiền là cộng đi. Để lấy thêm cái cuốn này. Vô, làm lần nữa nghỉ ha. Trời ơi, còn có hai lót đồ à. Cái này chưa cần đâu. Tập trung vào cái cung tên là chính. Game này cũng thuộc dạng đơn giản. Này là gì ta? Cái headshot này đúng là ngon luôn nè. Không hiểu cho lắm, nhưng nó màu tím, lấy thử coi. Không thấy cái chỉ số ở trong đây luôn. Đâm bonus 15% là sao ta? Nạn tóc đỏ. Cưa máy à.
small weapon, cứ lắp đại vô đi. Ít quá, cái kho hàng của mình ít phết, đóng đồ ăn luôn. Máu lên 372 luôn. Đáng lẽ phải cho mấy con dơm này nó đi qua đi lại nữa chứ, nó đứng yên như thế không thì nó chán phết. Chưa chế được bộ cung nha, 3 ngày nữa mới chế được. Quá mạnh, quá mạnh. Tiếp ra đấy, xong luôn rồi. Headshot. Không, trừ ghét gai uổng lắm. Cái nào cũng ngon cả. Có gót bao. 2 ngày nữa mới mở được cái tên này. Cái tên nó rất quan trọng luôn. Mấy cái này mình có xài tới đâu. Ngày sau đây cái sinh dương một này là nó có ngon hơn không ta? Chết góc như xạ thủ siêu gâu luôn nè. Mày phun nước miếng hả? À? Phun nước miếng à? Cửa này cũng không mở được nữa. Thiết kế môi trường game này làm chán quá. Làm đúng chán luôn.
tự nhiên thiết kế hai hàng lang hai bên là không có đường, trong khi dựng cái map như thế này rất là đơn giản nha. Phải chi map 3D thì đổ còn thời gian đồ chẳng hạn, tốn thời gian làm ngõ này map 2D. Dạ. Mình có mấy cái bản vẽ này không biết làm cái gì. Đóng súng luôn rồi. Còn súng với súng không? Chắc đi vô đây là để gom vũ khí là chính. Cái map này là map lấy vũ khí. Đúng thứ mình không cần, mình xài cái nỏ không. Coi như đồ bán đồ đi. Là nó ra mấy cái bản vẽ nè. Mười giây luôn mà. 4 giây rồi. Rồi nó gan đóng đồ cận chiến. Mình có cái này không cần biết nữa.
Mà nó chém cái nửa cây đâu trời. À. Rồi chết luôn. Ai. 15 tiền à. Có 15 tiền à, chưa đủ tiền để nâng cây nỏ lên nữa. Kiếm đồ ra cây nỏ này bây giờ rồi thôi, game này coi như là chơi online thì nó ngon hơn, chơi một mình thì khó khăn quá, với lại phải unlock mấy cái này từ từ nữa, nên có thời gian sẽ chơi tiếp. Ok, bye bye anh em. Mấy cái shop này nó cộng chỉ số gì không ta? Nè, hai BBC gì nè. Là chỉ trang phục thôi.